hai ông trùm này đã thực hiện việc điều hành đường dây môi giới mại dâm khủng qua mạng Telegram, với số lượng thành viên lên đến hơn 15.000 người. Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Đăng Khoa, 35 tuổi, trú tại Đà Nẵng, và Trần Quang Việt, 31 tuổi, trú tại Gia Lai. Đường dây do Khoa cầm đầu quản lý 30 gái bán dâm và hàng loạt hội nhóm trên Telegram, với số lượng thành viên lên đến hơn 15.000 người. Trước đó khoảng tháng 8 năm 2023, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện Nguyễn Đăng Khoa, 35 tuổi, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm. Quá trình điều tra xác định, Khoa móc nối, liên kết với một số đối tượng, trong đó có Trần Quang Việt, 31 tuổi, trú thị trấn Đắk Đoa, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai, tạm trú Đà Nẵng, để hình thành đường dây hoạt động môi giới mại dâm tại Đà Nẵng. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đăng Khoa là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, điều hành đường dây mại dâm online thông qua ứng dụng Telegram. Còn Trần Quang Việt có vai trò giúp sức đắc lực. Các đối tượng tạo lập nhiều trang group trên ứng dụng Telegram để tìm kiếm gái bán dâm, đăng hình quảng bá gái bán dâm, tương tác với những người có nhu cầu mua dâm để thực hiện hành vi môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính. Sau quá trình điều tra, đến 18 giờ 30 phút ngày 18 tháng 1, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá các tụ điểm, bắt quả tang đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại một khách sạn ở đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Cùng thời điểm trên, ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đăng Khoa, có vai trò chủ mưu, cầm đầu, và Trần Quang Việt với vai trò đồng phạm giúp sức. Tang vật thu giữ gồm 2 điện thoại di động, khoảng 200 trang tài liệu, dữ liệu điện tử được trích xuất liên quan đến hoạt động môi giới mại dâm. Đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận, từ tháng 6 năm 2021 đến nay, Nguyễn Đăng Khoa đã tạo lập các trang nhóm group Telegram có tên HDP Đà Nẵng và HDP Đà Nẵng nhóm VIP, HDP tổng hợp thông tin hình ảnh và HDP thông báo kiểm định để thực hiện hành vi môi giới mại dâm trên không gian mạng. Khoa trực tiếp điều hành và thuê đối tượng Trần Quang Việt để giúp cho Khoa trong việc quản lý điều hành các hoạt động môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính. Hàng ngày, Khoa và Việt sử dụng các tài khoản và ứng dụng Telegram để tuyển mộ, lôi kéo các gái bán dâm, tương tác, đăng bài, hình ảnh quảng bá các gái bán dâm trên các nhóm group Telegram do Khoa, Việt quản lý. Khoa thuê khách sạn trên đường Dương Đình Nghệ, phường An Hải Bắc để tập trung nhiều gái bán dâm tại nhiều tỉnh thành khác nhau đến cư trú tại đây để thuận tiện cho việc điều hành, phục vụ hoạt động môi giới mại dâm. Đến thời điểm triệt phá, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định nhóm Telegram HDP có khoảng hơn 15.000 thành viên. Tài khoản tham gia khoảng hơn 30 đối tượng là gái bán dâm do Khoa và Việt quản lý. Đáng chú ý, giá bán dâm dao động từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng trên lượt. Khoa và Việt thu lợi bất chính từ việc môi giới mại dâm lên đến hàng trăm triệu đồng. Cơ quan công an cảnh báo trong thời gian tới, dự báo các hành vi mua bán mại dâm trên không gian mạng sẽ tiếp tục gia tăng với nhiều hình thức biến tướng tinh vi, nhất là lợi dụng các tính năng dễ kết nối, tương tác và tính bảo mật của các nền tảng mạng xã hội để che mắt lực lượng chức năng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống mại dâm trong tình hình mới, các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm về tệ nạn mại dâm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xã hội đối với các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện như massage, vũ trường, bar, khách sạn. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.